Rồi nha, quay đó nha. Giờ nhiều gớt rồi kìa, không nhanh. Một con diều thấp, một con diều cao đang bị cuốn xuống. Làm vậy còn chậm hơn nữa, quấn tay nữa. Con cứ cân cứ cầm cái ống con xoay là ok rồi, con đâu cầm phải vậy chip. Cầm cái ống rồi, quay thử rồi. Bông cầm chắc nè, để rớt con diều nó bay luôn. Đây, tiếp cho. Con mấy mẹ phải thằng tiếp nè. Không được tiếp. Hai cái bông bông chơi gian quá. Rồi quấn vô. Không phải chip đi lòn quá em đi, đừng cho diều đừng máng dây nữa. Quấn ngược lại coi, chip đi qua phía sau em đi, đặng cho đừng quấn dây nữa kìa. Hai cho em gỡ dây diều đi. Không gỡ luôn à? Đây mày gỡ cho bông. Sao? Con gì của con đang còn thấp, con gì của hai còn cao, ơi là cao luôn. Nè, cầm quấn tiếp. Rồi. Ôi, bông trơn gian quá, nhiều con cao. Nói vậy thôi, chứ cũng đợi vô, chứ đâu bỏ vô đâu. Chứ đâu bỏ vô trước đâu. Ai vô trước, rồi đó vô trước. Ai cuốn nhiều trước, rồi đó vô trước. Vậy bông trơn mình đi. Rồi hai thua cuộc luôn. Mẹ kéo tiếp hai cho hai thua cuộc luôn được không? Bông thắng được không? Con quay chừng đó nha. Thắng không quấn ngồi thua đó nha. Sao nhẹ dưới trời, diều nó gớt rồi hả chip? Mẹ tiếp cho. Giờ không cần nữa phải không? Thấp rồi phải không? Rồi. Rồi quấn vô đi.
Vậy hả? Ai? Hôm qua hả? Buông ra nó bay mất đó. Đâu có. Buông thả, thả lỏng vậy. Chi vậy? Vô nấu cơm ăn đi rồi mẹ con mình đi chợ mua dụng cụ học tập. Rồi mẹ vô bỏ bông nha. Bye bye. Cái gì bỏ bông luôn hả? Cái bà bông. Rồi. Chúng ta đã thả xong buổi thả diều, chúng ta vào thôi.